Hello mọi người, đến với những cái chủ đề đi trải nghiệm những dòng laptop dành cho đồ họa và gaming thì được rất là nhiều người quan tâm. Hôm nay chúng ta cùng đi trải nghiệm một chiếc máy trạm đến từ hãng Dell Precision 7560. Đây được coi là dòng máy trạm tốt nhất ở thời điểm hiện tại, được trang bị cấu hình rất là khủng nha mọi người. Core i9-11950H với 8 nhân 16 luồng cache 24 mb, đặc biệt là RAM 32 và ổ cứng 1TB thì tha hồ chúng ta lưu trữ dữ liệu. Các màn hình cũng được coi là một cái gì đó mà hơn hẳn so với các phiên bản còn lại, đó chính là NVIDIA RTX A3000 có tốc độ 6GB tha hồ chúng ta render và chiến những cái phần mềm đồ họa nặng ở thị trường hiện nay. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Precision 7560 này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Precision 7560 này nha mọi người. Ở bên trước này có chữ Precision này. Trên bàn thì thật ra thì mình cũng có để một chiếc Dell Precision 5560. Đây là hai cái phiên bản đồ họa dành cho dân kỹ sư và kiến trúc sư, nhưng mà có hai kiểu thiết kế. Một anh thì như là một tiểu thư, còn một anh như là một lực sĩ. Tuy nhiên là có cùng chung một điểm là cấu hình hiệu năng rất là khủng. Một cái lưu ý đó là lý do tại sao mà khi mà đến trải nghiệm những cái máy đồ họa và gaming được nhiều người quan tâm. Tại vì mọi người cũng biết là do là có một số bạn, kể cả các anh chị luôn, làm bên lĩnh vực về đồ họa và gaming, đặc biệt là kỹ sư và kiến trúc sư á, đi lên mạng chúng ta tìm hiểu, chúng ta ra các trung tâm điện máy, chúng ta mua những chiếc máy cấu hình rất là khủng. Core i7, Core i9, RAM 64, 32GB, cạc đồ họa nào là 8GB, 10GB. Nhưng mà khi chúng ta về chúng ta render những cái phần mềm, ví dụ như là AutoCAD nào, Revit nào, SketchUp nào, Inventor nào, Mastercam nào, nó rất là lắc mọi người. Đó lý do mà nhiều người mới ngộ ra là phải đúng. Thực ra thì nó cũng có vài một cái chi tiết thôi. Thêm một cái yếu tố nữa là mọi người cũng biết là với dòng Dell Precision được coi là dòng sản phẩm bán rất là chạy, Dell luôn là một cái sự lựa chọn ưu tiên rồi. Không phải là ngẫu nhiên mà Dell được người dùng yêu thích đâu. Tại vì nói về thiết kế, mình cũng công nhận là Dell thiết kế rất là xấu. Được cái là nó rất là bền, nó rất là trâu bò. Tuy nhiên ở cái phiên bản từ 2020, đây là phiên bản 7550, 7560 này mọi người, thì 7560 trở về sau thì Dell đã không còn làm cái phần thiết kế cái kiểu mà tráng cái carbon ở phía trước nè, kiểu vân vân á. Tại vì ở Việt Nam chúng ta thì khí hậu nóng ẩm nên là rất là dễ bám vân tay. Một cái cải tiến ở trong cái phiên bản thiết kế này là chúng ta thấy dĩ nhiên là cổng kết nối rất là vẫn được bố trí rất là hợp lý và rất là nhiều cổng HDMI, mini display port, cổng LAN nè, cổng sạc nè, và chúng ta dễ nhìn thấy nhất có thai si luôn nha mọi người. Có một cái mà chúng ta dễ nhận thấy nhất đó chính là cái phần tản nhiệt. Khi mà những phiên bản trước thì nó hay nằm ở phía bên góc tay trái nè, thì ở cái phiên bản mới này được cải tiến đi, nó nằm ở phía đằng trước máy. Tại sao mà mình nói nó được cải tiến? Khi mà chúng ta thường tâm lý chúng ta làm việc á, thì chúng ta hay để cái tay như thế này, con chuột thì chúng ta rơi như thế này nè. Thì thường hồi xưa những cái phiên bản máy trước đó nó để cái phần tản nhiệt cái nằm ở đây thì nó làm cho rất là nóng. Ai mà xài máy, những cái dòng máy trạm hay những dòng máy gaming, bất kỳ dòng nào, nó thấy đây là thấm thía cái chuyện này. Một cái điều kế tiếp nữa mà mình rất là ưng ở hãng Dell, nó đã chịu cải tiến rồi. Thiết kế thì mình đã nói nó đã cải tiến được một tí xíu rồi chứ vẫn chưa được nhiều. Đó chính là cái phần âm thanh loa trên đây nè mọi người. Loa đã chuyển lên bên trên này. Thay vì trước đây cái loa của những sản phẩm Dell nó nằm ngay chỗ này nè. Mọi người có để ý mà nằm hai bên, hai cái loa nằm hai bên, cho nên là khi mà cái loa nó nằm bên trên đây thì nó sẽ cho chúng ta cái âm thanh rất là trung thực.
mình thử mình mở YouTube lên cho mọi người nghe thử nha mọi người. Nhưng mà lưu ý là mình chỉ mở một tí thôi, sợ bị dính bản quyền á. YouTube giờ này cũng khá là khó. Âm thanh nó đưa lên đây thì nó rõ ràng, nó cho chúng ta âm thanh rất là trung thực. Chúng ta thấy chúng ta sẽ nghe rõ hơn, thay vì nó nằm ở bên dưới nó sẽ bị cản. Mình tắt nha mọi người. Mặc dù chúng ta thấy đây là chiếc máy chỉ được trang bị cái màn hình Full HD thôi, chúng ta thấy màn hình rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi thực tế là mình check thông tin của chiếc máy này, nguồn gốc xuất xứ nha mọi người. Rất là nhiều người bảo là chiếc máy này xách tay Mỹ, xách tay Nhật, xách tay gì đó. Tuy nhiên là chúng ta phải thực tế chúng ta check. Do là cái động tác này thì mình làm rất nhiều rồi. Mình đã chép sẵn, mình hạ xuống cái độ sáng để không bị chói nha. Mình quay sát lại xíu nha mọi người để cho mọi người dễ thấy. Chúng ta thấy cái phần ship day được coi là cái ngày ACT đi, cái ngày mà xuất xưởng đi. September là tháng 9, 10 tháng 9 năm 2021. Chiếc máy được bảo hành 3 năm nè. Expiration day 11 tháng 9 năm 2024. Quan trọng nhất mình nói là cái location nè, United States. Cái bảng này là cái bảng Primary Support Service nè. Cái tình trạng bảo hành đây nè, Current Plan. Được cái gói nó là Pro Support Plus. Cái gói này coi như là cao nhất nè mọi người. Thì nó có thông tin đầy đủ của chiếc máy này. Precision 7560, có serial number nó đầy đủ. Một cái mà mọi người sẽ quan tâm chính là cái con máy này nó được cái trang bị cấu hình cực kỳ khủng luôn. Coi kính nha mọi người. Nhưng mà để mà khi mà chúng ta chạy một cái phần mềm mà giả lập về đồ họa để chúng ta xem được cái chỉ số á, nó xài cái cục sạc 180W. 180W nha mọi người. Mình cắm sạc vô để chạy cho nó thông số, cho nó tương đối chính xác. Thay đổi đi rất là nhiều với cái phiên bản này mà hiện tại mà đang bán với cái giá chỉ 38 triệu thôi mọi người. Mọi người lên mạng có thấy chiếc máy này hiện tại đang bán tầm khoảng 40 mấy 50 triệu không à. Mình mới vừa lấy chủ yếu là đi cho mọi người đi trải nghiệm thực tế thôi. Còn những cái tính năng mà linh tinh về thiết kế chúng ta có thể chúng ta lên mạng chúng ta tìm. Nó có rất là nhiều thông tin. Quan trọng nhất là chúng ta mua một chiếc máy đúng với cái nhu cầu. Cái ngân sách thì rất là thấp nhưng mà cái nhu cầu thì rất là cao. Thì buộc lòng chúng ta phải mua những dòng máy cũ hay là những dòng máy xách tay thôi mọi người. Tuy nhiên là với những năm gần đây thì những dòng máy xách tay như thế này rất là được ưa chuộng. Quan trọng nhất là chúng ta tìm được một cái địa chỉ, một cái cửa hàng uy tín thông qua bạn bè người thân mình á. Mình tìm hiểu cho thật là kỹ để khi mà mình mua nó bị lỗi người ta xử lý cho mình. Chứ mình ham rẻ, mình lên chợ tốt 5 giây Nhật Tảo gì đó lên mạng mình mua, đến khi bị lỗi thì chúng ta không biết tìm ai để chúng ta bảo hành, nó rất là phiền. Về cấu hình của chiếc máy này chúng ta thấy là được trang bị cái con chip thế hệ thứ 11 Core i9 là mọi người, 11950H với 8 x 16 luồng cache 24MB, RAM là 32GB, ổ cứng SSD 1TB tha hồ chúng ta lưu trữ. Đặc biệt là chiếc máy này được sử dụng cái card có thể nói là gần max option so với phiên bản 7560 này, NVIDIA RTX A3000. Chúng ta thấy chỉ số FPS rất là cao, trên 300. Trên 300 luôn mọi người, rất là khủng. Được đề xuất ở vị trí thứ nhất nè. Lần trước thì mình nhớ là mình cũng đã cho mọi người đi trải nghiệm con Core i7-11850H. Thì cái chỉ số FPS nó tầm khoảng 200 mấy đó mọi người. Đây là con coi chính nha. Bây giờ cái quan trọng mà cái con CPU này mới thể hiện được cái sức mạnh của nó nè. Chúng ta thấy quét cực kỳ nhanh luôn, coi chính. Nói thêm sẵn chạy nói về con CPU này thì có nhiều người không có rành máy tính đó, bảo không tôi mua i7 cho nó mạnh. Một cái lưu ý nữa là với cái phiên bản mà coi 5 thế hệ thứ 12, thế hệ thứ 11 trở về sau nhà này nha mọi người, chạy ăn đứt con coi 7 ở phiên bản trước đó rất là khủng. Cái thuật toán nó chạy bây giờ rất là kinh mọi người. Ví dụ như nó 10 x 16 luồng đó, những con i5 thôi nhưng mà cái số xung nghiệp nó rất là cao và cái số luồng nó cũng vậy nữa. Chỉ số CP nó 1896 nè mọi người. Rất là cao. Thường chúng ta thấy mình cho mọi người đi test những con 7510, 7520 thì chỉ số CP nó rơi vào tầm khoảng 500-600 à. Tính ra nó gấp 3 lần so với cái phiên bản chỉ cách nhau bao nhiêu ta? Cách nhau 3 năm, 4 năm. Đã thay đổi đi rất là nhiều.
mình nói thêm về cái vấn đề về về hiệu năng, cũng như là cái thói quen người dùng, cũng như là cái xu hướng của người dùng bây giờ. Lý do là trước đây mà chúng ta thấy những cái bản vẽ bên kiến trúc sư và kỹ sư á, thường nó sẽ chia ra rất là nhiều, nó break ra rất là nhỏ, ví dụ như là phòng khách nè. Mình đang nói là với cái bản thiết kế bên kỹ sư nha mọi người. Phòng khách nè, nhà vệ sinh nè, rồi bếp nè, phòng ngủ nè, vân vân, rồi sân vườn nó các kiểu. Thì được tách cái bản vẽ nó ra. Tuy nhiên là khoảng 2 năm, 3 năm trở lại đây thì với những cái bản vẽ như thế á, được các kỹ sư và người dùng mệt lại thành một file duy nhất, cho nên là nó đòi hỏi cái cấu hình rất là mạnh. Nếu như mà chúng ta mua một chiếc máy mà xài cho dân kỹ sư và kiến trúc sư á, thì chúng ta nên mua một chiếc máy nó có ngân sách tầm 15 đến 20 triệu là có thể nói đáp ứng được tốt cái nhu cầu của mình. Đây là một cái thông tin mà chúng ta lưu ý nha mọi người. Còn ví dụ như về câu chuyện ngân sách, ví dụ thực tế ở đời sống chúng ta là nếu mà chúng ta không có tiền mà chúng ta đi học thì chúng ta có thể chúng ta đi bộ, chúng ta đi xe đạp, chúng ta đi xe buýt. Mình có tiền, mình có điều kiện thì chúng ta đi taxi, chúng ta mua siêu xe. Đó là một cái mục đích để chúng ta, cái đích đến là chúng ta chỉ để đến trường thôi mọi người. Còn giống như chúng ta đi mua một chiếc máy để đi học hoặc là xài đồ họa thì nó cái ngân sách nó cũng rất là vô chừng, thiết kế rất là nhiều cấu hình nha mọi người. Ví dụ như chiếc máy này 38 triệu đồng vẫn rẻ hơn ở ngoài thị trường gần 10 triệu đồng, thì liệu nó có đáp ứng được hay là mình cảm thấy nó xứng đáng hay không thôi. Còn ví dụ mình ngân sách thấp thì chúng ta có thể chúng ta mua con 7520, hiện giờ nó tầm cũng khoảng 10 triệu 11 triệu rất là rẻ. 7510 nè, 7520, 7530, 40, 50, 60, 70. Con này là 7560. Đây là cái phần mềm full mắt, phần mềm mà những anh em bên kỹ thuật cũng rất là hay xài. Tuy nhiên là người dùng chúng ta rất là khó để xài cái phần mềm này. Tại sao mình nói khó? Bởi vì nó đưa ra rất là ít chỉ số so với phần mềm Cinebench hồi nãy á. Thì Cinebench nó đưa ra những cái thông số FPS hay là những thông số CB nó thực tế. Còn đối với cái dòng cái phần mềm full mắt này nè, thì nó chỉ đưa cho ta cái nhiệt độ hiện tại mình đang chạy chiếc này là 75 độ nè. Đó, cái GPU nó là 97% nè, tại vì cái phần mềm này rất là nặng. Bạn nào mà thử xài một cái máy tính văn phòng bình thường, chúng ta tải cái phần mềm full mắt về chúng ta chạy lên, nó đơ treo cái máy chúng ta luôn. Đơ có thể là nó kiểu khi nó tắt luôn mọi người. Chúng ta có thể lấy cái phần mềm này chúng ta chạy khoảng, hiện giờ đã chạy được 2 phút nè mọi người. Chạy khoảng 2 phút 3 phút được coi là cái nó pass. Và chúng ta nhìn cái đường răng cưa này nè. Tại vì cái răng cưa này nó sẽ cho chúng ta biết là cái cạc này nó có sắp bị đứt không, cái cạc đồ họa đó. Hoặc là khi mà chúng ta thấy nó chạy đi nó có những cái vòng xoáy này, nó bị răng cưa thì nó có hai nguyên nhân. Một là cạc nó bị lỗi, hai là cạc nó bị dơ. Mà nếu mà cái cạc mà nó đã bị ra những cái triệu chứng như vậy đó thì mình khuyên mọi người là không nên mua nha mọi người. Đó là những cái thông tin mà chúng ta nên lưu ý để mình mua một chiếc máy cho nó phù hợp. Do là mình không có đi trải nghiệm về thiết kế nhiều, chủ yếu là thực tế. Còn cho mọi người có những cái nhìn về những dòng máy mà được rất là nhiều người quan tâm. Hiện tại là chạy được 3 phút mọi người, rất là ok rồi. Bây giờ mình khởi động lại thử một cái nữa nha. Đó là những cái trải nghiệm rất là thực tế. Còn với những dòng máy mà chúng ta, khi mà chúng ta xài đồ họa, chúng ta nên cắm sạc, nên cái phần tản nhiệt này, bây giờ hiện giờ chúng ta thấy bên đây nó không bao giờ nó nóng mọi người. Nó chỉ nóng ở cái phần này nè. Tại vì đây là cái phần tản nhiệt nó đi ra. Và ở bên dưới thường lúc nào cũng vậy, tất cả các dòng máy đều có những cái dòng hở như thế này. Đây là cái phần để nó thoát hơi. Mọi người lưu ý là mọi người tránh để chiếc máy lên nệm hay là ghế sofa. Tại vì khi mà chúng ta để lên thì nó đã che là cái này nó không có thoát hơi được. Dĩ nhiên là vỏ kim loại nó sẽ bắt nhiệt hơn là so với carbon nha mọi người. Còn rất là đẹp, sách tay Mỹ nè, Microsoft Windows nè, Windows bản quyền. Đây có chữ Precision 7560 nè mọi người. Có đầy đủ thông tin nó đây nè. Tại vì chiếc máy này mình đã tháo ra rồi, cho nên là bạn nào mà cần cái chi tiết bên trong á thì có thể mình chụp lại mình gửi cho mọi người xem nha. Mong là chúng ta mua được một chiếc máy
phù hợp với nhu cầu cũng như là cái ngân sách mình đang có. Cảm ơn và hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Mong là với cái trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về chiếc Dell Precision 7560. Đây được coi là dòng sản phẩm bán rất là chạy thị trường, không có đối thủ nha mọi người. Và một cái điều đặc biệt nữa là ở phiên bản 2020 trở về sau thì Dell đã thay đổi đi về mặt thiết kế ở dòng sản phẩm Mobile Workstation này rất là nhiều, không làm chúng ta thất vọng. Bởi vì nói về hiệu năng cấu hình cũng như là sự ưa chuộng của khách hàng thì Dell là một cái sự lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên nói về thiết kế thì riêng bản thân mình thì mình cảm thấy khá là thất vọng về hãng Dell. Tuy nhiên đây là một trong những cái điểm cộng của dòng sản phẩm mới đến từ Dell Precision và hãng Dell nói chung nha mọi người. Do là cái thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên nếu bạn nào cần hỗ trợ chuyên sâu hoặc là cần mình tư vấn có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin đi, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Nhân Laptop Bàn Trọn Đời trong suốt những năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những phản hồi, những đóng góp và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký và bấm một nút chuông để khi mình làm những video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.